Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn biết cách chạy con lưới lớn dày 3,5 ly khổ 1m2 là như thế nào nha. Cái này rất là khó chạy nha các bạn. Bạn xem mình làm nha. Trước tiên chúng ta phải đeo bao tay vào, tại vì cái nước dầu của máy này nó sẽ bám vào tay chúng ta rất là khó rửa. Đó, các bạn thấy chưa, chúng ta khởi động lại, chúng ta đợi cho nước chảy đều xuống cái máng của máy rồi chúng ta khởi động. Trước tiên vậy là chúng ta phải bấm nút khởi động nha các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi, trước tiên chúng ta phải bấm cái nút dừng này, dừng khổ, để khi chúng ta vừa chạy cái khổ ra đúng 1m2 giữ dần cho tự dừng, và mình coi lời cầm nước có khoảng ngày hay không mình mới cắt. Đó, bây giờ chúng ta phải gỡ ra, chúng ta coi cộng lưới đó, hơn nếu mà thiếu chúng ta phải nhấc cái dao tới. Đó, các bạn thấy chưa, bây giờ đã bằng. Bây giờ chúng ta phải cắt tay. Đó, thấy chưa, rất là ok. Và bây giờ chúng ta dừng thêm một cái nữa. Cái này rất là khó nha các bạn, bởi vì cộng lưới quá lớn, nếu mà vô trong máy chạy thì nó sẽ bị rít. Chúng ta phải chỉnh cái này lên một chút, rất thân nha các bạn. Thì theo tại vì cộng dây dưới nó bị cứng. Cộng lớn 3,5 ly cái độ dày lắm nha các bạn, nên chúng ta phải dừng lại, chúng ta coi quan sát khi chúng ta đã chạy 20-30 con gì đó, nếu như cộng lưới nằm như thế này là ok nè, bạn thấy không, là lưới đang là rất chính xác. Là chúng ta ống cái bàn này lại, tiếp tục chúng ta chạy sẽ cho ra một con lưới thành phẩm như những con lưới mà mình đã quay trước với các bạn thấy. Các bạn biết sao không? Có nhiều bạn thắc mắc muốn hỏi mình cách tháo lưới như thế nào dễ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết một cách gỡ lưới rất là đơn giản. Các bạn theo mình nha. Trước tiên chúng ta đường lưới chúng ta chạy ra, chúng ta nhỏ ra, chúng ta để xuống đất như thế này nè các bạn. Đó, thấy chưa? Đây, dụng cụ gỡ lưới của mình đây, chỉ là một cây sắt vuông nhỏ. Nếu các bạn thấy hay, các bạn làm thì mình thử nha. Bây giờ mình chỉ rút vô đây, mình kìm như vậy, mình sắn nè các bạn thấy không? Đó, dễ dàng, xong.
và mình sẽ lật cái cọng lưới này lên đây cho dựng đứng lên. Ngay cọng lưới mà mình đã cắt nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Và bên đây mình cũng làm y như chỗ đó. Cũng vậy thôi. Đó, và chúng ta chỉ việc xây cọng lưới này ra. Rất là dễ nha các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Dễ dàng. Không nên dùng kìm đâu nha các bạn. Nếu các bạn dùng kìm á là sẽ rất là bị đau tay. Và nếu mà chúng ta muốn đan lại á các bạn, rất là đơn giản, mình chỉ cho các bạn coi nè. Một mối đơn và một mối chiếc như ở tay mình đang cầm cái này nè, là một mối đôi. Các bạn thấy rõ ràng không? Một mối đôi và một mối chiếc. Chúng ta không nên nối lưới bằng hai mối đôi như thế này. Cọng lưới sẽ bị xô le. Chỉ nối bằng một cọng đơn và một cọng chiếc thôi. Đây mình sẽ nói cho các bạn coi rất là đơn giản. Trước tiên các bạn phải giật lưới cho dùng lại. Đó, các bạn thấy chưa? Để hai cọng lưới nằm sát lên nhau. Chỉ việc đút cọng này vô và chúng ta quay thôi. Đó, các bạn thấy không? Quay đều tay vô một cái đầu của cái cọng lưới á. Nó vô đều những cái lỗ. Các bạn thấy không? Đó. Đó, cái này các bạn mua mi một cuộn lưới về, các bạn muốn xẻ nhỏ ra đơn giản lắm, các bạn đừng có lấy kìm, lấy dao đâu cắt. Bạn chỉ là làm y như mình chỉ là được à. Kiếm một khúc sắt nhỏ cắt ra hoặc là để dài cũng được. Có bộ cầm bám dính là tốt là được. Thì chúng ta gịch cho thẳng lưới ra. Lấy cái cọng này để vô. Ngoay lại là ok. Đó. Các bạn thấy không? Đó. Rồi. Nếu các bạn thấy cách làm của mình hay, các bạn nhớ bấm đăng ký vào xem video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye các bạn nha.